Hello, hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến kênh channel của mình ha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm về một vị tướng hiện tại, nó là vị tướng đi rừng mạnh nhất hiện tại nha mọi người. Các bạn mình nói kỹ thêm một lần nữa nha, các bạn nghe nhớ kỹ nha. Vị tướng đi rừng mạnh nhất hiện tại, chấp cả Nagroth luôn, chấp cả Nagroth ngang trình với nhau hoặc là hơn trình luôn á. Mình cho là hơn trình luôn á, nhưng mà nếu nhìn cho là Nagroth hơn trình luôn mà lại thắng được Lipnas này, quỵ luôn các bạn. Ừ, chắc luôn á. Ok, còn mình nếu mà các bạn không tin thì các bạn cứ xem video clip này ha. Trận này thì mình không phải là mình gặp Nagroth, nhưng mà mình cũng đã làm rất là nhiều video về cái vị tướng Lipnas này rồi, thì các bạn đã biết cái độ bá của nó như thế nào ha. Còn mình nói như vậy thì tới đây các bạn fan Nagroth sẽ nói là này nọ thôi, mình cũng không quan tâm. Ok, Nagroth nó thật sự nó rất là mạnh các bạn ạ. Nhưng mà nó mình sẽ ra một clip về Nagroth sau để mình nói cho các bạn biết là những lý do tại sao mà Nagroth bây giờ nó còn mạnh, nhưng mà nó không mạnh được như con Lipnas này, nó không còn mạnh như ngày xưa các bạn ạ. À, cái thời điểm mà con Nagroth nó mạnh nhất là cái thời điểm mà mùa 2, mùa 1, mùa mùa 3 rồi á. Cái thời điểm đó là cái thời điểm mà mọi người chưa biết chơi, mọi người chưa biết chơi chơi đó. Chơi thì Nagroth nó múa ghê lắm, nó này này nọ đồ, nhưng mà bây giờ lên cái răng mà gọi là cái răng của thách đấu cao thủ đồ, đánh Nagroth khó lắm mọi người, tại vì cái kỹ năng của người ta cao lắm, các bạn đánh đánh Nagroth khó lắm, không ăn nổi đâu. Ăn nổi thì cũng do tem phối hợp với nhau nhiều mà ăn được, chứ mà gánh tem, chứ để một mình mà solo gánh tem thì Lipnas nó sẽ mạnh hơn nha. Đó. Mình nói như vậy không phải là mình chê người ta, chê Nagroth hay cái gì hết, mà các bạn để xem, các bạn để cho các bạn biết là Nagroth nó không còn mạnh nữa vậy thôi. Nhưng mà mình sẽ vẫn làm clip về Nagroth hơn đó. Thực ra là có rất là nhiều bạn chơi Nagroth giỏi ha. Ừ, nhưng mà chơi 10 trận thì chắc thắng được có 5 trận, mình cho là 5 trận đi, cho vô là 5 trận đi ăn đơn nha mọi người, chứ không phải là đi tem nha. Đánh Nagroth đi ăn đơn nha, mà có thể đánh Nagroth 10 trận mà thắng được 5 trận thôi là mình cũng thấy hay lắm rồi đó. Nhưng mà đánh con Lipnas này đi ăn đơn đánh 10 trận thì chắc chắn phải là bạn phán 7 trận, 7 trận là ít á, mà nói 7 trận là ít, cũng tùy vào tem nữa. Nhưng mà đánh tem nó sẽ dễ dàng hơn. Mình nói tới đây thôi, mình nói nhiều quá thì nó không hay lắm. Các bạn biết tính mình rồi, mà mình đâu có thích nói nhiều đâu. Mình đâu có thích nói nhiều, mà không nói thì không được, mà không nói thì không ai biết, mà không ai biết thì không nói, mà mình không nói thì không ai biết, mà mình biết thì mình không nói thì không được, mà mình không nói thì cũng cũng được, nhưng mà mình nói thì nó được hơn. Như đúng rồi, vậy đó, mình tính nói vậy thôi, đúng rồi, mình chỉ nói vậy thôi chứ mình không có nói nhiều. Mình tính nói rồi lên dĩa xong rồi dính cái cung của thằng gì nữa, dính cái mũi tên của thằng lá gì, lá phì nước suối gì đó. Ok, mà trời ơi, cái tay này mình gánh rồi mọi người ơi, trận này mình gánh chắc rồi, 4-3-0 này. Mình không có ấy nha, mình canh mình giết con vụ nó ra đây nè anh em, vụ nó ra đây thì mới giết được chứ. Nó giết đi, nó ta đánh tới đó rồi mà giết không được nó thôi luôn. Con gì, con đó con gì, tên tên là ta sao mình hay quên tên con đó của ta, con đó là con Eron Eros gì đó không ta, con mà có cái tay gì bự. Mấy con đó cũng mạnh lắm mọi người, mấy con đó cũng mạnh lắm, nhưng mà mấy con đó khả năng gánh tem không không bằng mấy con này hả. Nè, lên dĩa nè, cân hai là chuyện easy, cấp cân hai nè, cân hai là chuyện, chân hai là chuyện dễ dàng đó, các bạn thấy không, 4 phút ăn 5 mạng hỗ trợ hai đó, các bạn thấy nó bá được cỡ nào chưa. Không phải là mình, không phải là mình khen con này, nhưng mà con này mạnh thiệt mọi người, tại vì nó là vị trí đi rừng mạnh nhất hiện tại mọi người, đây gọi là mạnh nhất hiện tại rồi thì mấy con kia không có cửa đâu mọi người. Cái số lượng mà người chơi con này giỏi rất là cao, rất là nhiều ha,
mà mình là, và mình là một trong số những người đó. Không phải là mình tự cao, nhưng mà mình biết chắc chắn là mình chơi con này giỏi các bạn ạ. Giờ con này được, mình chơi được con này giỏi thì mình mới dám chia sẻ, mình mới dám đăng clip chia sẻ cho các bạn biết những cái này. Ok thì các bạn sẽ nghĩ là canh chừng nào xanh, canh chừng nào xanh thắng đậm, giờ mà úp cho các bạn xem. Thực ra là những trận thua con này cũng có đó, nhưng mà mình thua là mình thua cái kiểu như vì đồng đội chơi dở quá, chứ không phải là mình ấy, đúng không? Và cũng có trận mình chơi cũng dở thiệt mọi người, mình không có phủ nhận điều đó ha. Nhưng mà cái số trận mà mình chơi dở thì ít hơn cái số lần mà mình đánh tem ha. Ví dụ như mình chơi 10 trận thì mình thắng, không phải là thắng nhiều đi, ví dụ như thắng 5 trận đi, 3 trận còn lại là tem đánh đi đó, thì 2 trận còn lại là xui quá là thua, ví dụ như vậy. Nói chung là không có là mà nó giảm nó như cũng nhiều à. Và các bạn coi tiếp nha. Ok đó, thì chơi con này các bạn thấy đó, cứ ăn rồng, ăn đi rừng, đi ganh này, tùm lum tùm lưa hết vậy thôi, đơn giản đùng lên dĩa, nó không easy quá, đơn giản 10 mạng. Cái này chơi giống như mình chơi mình đó các bạn, mình kiểu như mình bá đạo nhất cái bản đồ này rồi á, kiểu như anh là vô địch đó, không có bố nào, không có sợ bố con nào hết đó. Ê, giờ Batman lên dĩa luôn, thấy không, đơn giản quá trời. Ok thì mình sẽ nói về cái cách combo của con này ha. Thì bật chiêu cuối lên rồi bay lên dồn người ta, rồi dùng chiêu 2, chiêu 1, chiêu 2 gì đó, những cái vậy thôi. Các bạn sẽ biết, các bạn cũng biết mà, đúng không? Các bạn sẽ biết, các bạn thấy mình dùng combo sao các bạn cũng biết mà. Những cái này các bạn phải để ý kỹ thì các bạn biết thôi, chứ mình cũng không có nói sâu xa, tại vì nó nhiều quá mà con không hiểu nữa. Các bạn coi các bạn hiểu hơn đó. Mình thì mình không thích nó nhiều các bạn ạ, nó nhiều sợ các bạn không hiểu, mà mình không nói thì các bạn không biết, mà mình không nói thì không được, không? Bởi vậy nó khó lắm, bởi vậy mình không nói đâu. Bởi vậy mình, các bạn cứ dội xong lên dễ luôn rồi. Batman Yuka Ben AD có gì rồi, 4-5 đứa nó hấp một mình Caffeine. Hé, tụi bay này được rửa không, tụi bay hấp một mình nhỏ đó, thì còn gì là con gái nữa trời. Hé, đánh con ta đụng mày Yuka nè lên dĩa nè đó, các bạn thấy đó, mình bá cỡ nào. 7 phút 12 mạng, sao chờ 3 mạng, chết hết 5 người. Thì cái build phụ hiệu các bạn thấy rồi đó, đó trên cái hình các bạn thấy số 22 không đó, nó hình đó. Đó. Thực ra vũ phụ hiệu rô đồ rồi, các bạn bấm vô đó thì nó có một đống rồi, mình chọn mình xài thôi. Buôn ngọc thì mình dùng ngọc xuyên giáp 100 ha, rồi ngọc giữa thì dùng ngọc hút máu 16%, nó cứ như vậy thôi, chơi tới thôi. Đây là build mạnh nhất của nó rồi. Các bạn cũng có thể chen một hai viên chí mạng vô, nhưng mà cái con này nó thuộc về đam các bạn ạ. Nó thuộc con này, con đít nắc này nó thuộc về dồn đam, các bạn lên chí mạng nhiều cũng không có lợi đầy một phát này đó. Các bạn lên chí mạng nhiều cũng không có để làm gì, mỗi lên một hai viên thì nó lâu nó mới nổ thôi, mà cái dòng lâu lâu thì các bạn biết nó lâu lắm, bởi vậy mình không có hết lên thẳng 10 viên quốc, 10 viên xuyên giáp ngọc đỏ, 10 viên xuyên giáp ngọc xanh là 100 xuyên giáp rồi, còn ngọc tím thì cứ 16% hút máu thôi, để cái giai đoạn đầu các bạn đi rừng, các bạn ăn quái, các bạn đỡ mất máu vậy thôi. Cái chiêu 2 của con này nó lướt qua quái, lướt qua người cũng hồi máu được đó, nhưng mà thật cái nó không có nhiều, dội xong luôn cái đầu xanh nữa. Mình thấy cái bóng dáng của con Ben nó cái dấu kéo cho chị dấu dưới chân mình rồi, trên trời thêm cái thằng Yidou lên tay này, lên tay nữa không, các bạn thấy đó, mình mà chết rồi thì tem mình cũng hơi khó, không cũng hơi khó chơi, nhưng mà AD mình cũng xanh lắm mà bây giờ chơi được. Tem không phải là tem mình mạnh, mà tại vì tem mình quá xanh nên có sân bay thân sân nhất luôn rồi đó. Thì bây giờ thì 28-10. Ok, còn nói về cái tại sao mình không dùng cái quả cầu băng xương các bạn ạ. Tại vì quả cầu băng xương á, xài được có một lần là hết rồi, đúng không? Xài được có một lần là hết, vì uổng quá thì không dám xài. Nó được cái đâm hành thử vậy đó, nhưng không dám xài, canh cái khúc nào mà gần chừng cứu trận nó mới xài hay đằng sau đó. Vậy lên chơi cho cực vậy. Các bạn nên nhớ nè, chơi game các bạn phải chủ động.
Chủ động là sao? Chủ động là các bạn kiểm soát được cái nó. Ví dụ như cái cục hồi máu dưới đất nè, cái cục hồi máu ở dưới cái chỗ mà chân chị á, các bạn hết máu các bạn xài, các bạn thấy các bạn còn nhiều máu các bạn không xài vậy thôi. Còn cái cục kia băng qua cầu băng xương các bạn xài cái hết mẹ rồi, lấy gì xài nữa, phải mua đúng không? À, xin lỗi các bạn là mình nói chuyện hơi ấy xíu nhưng mà quen rồi các bạn à, mình sẽ sửa được nhưng mà mưa bình luận vậy các bạn sẽ thích hơn, nghĩ các bạn thích hơn, nếu mà không thích thì bạn để comment dưới ha. Ok, đùng lên vậy cân hai có thật nè, gọi chạy kìa. Ê triệu dân nè đó các bạn thấy đó, cái pha đó mình dùng chiêu hai lướt mọi người, triệu dân sẽ được một miếng máu, bây giờ mình mới sống đó. Ok, kết thúc rồi mọi người ạ. Đó thì đây clip mình đã khẳng định các bạn biết là vị tướng mạnh nhất hiện tại đi rừng là chính là Vietnam nè mọi người. À, còn ai mà muốn nói cái gì thì ok, cứ làm clip về Vietnam với Ronaldo đi, rồi các bạn xem coi Ronaldo có bao nhiêu clip Ronaldo ăn được mạng nhiều như thế này, mà có bao nhiêu clip Ronaldo ăn được nhiều mạng như thế này. Cứ không phải ăn nhiều mạng là hay đâu các bạn, quan trọng là phải thắng, game này game phá trụ mà. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video đến giờ phút này nha. Nhớ like kênh ủng hộ mình nhé. Và các bạn thấy mình bình luận như thế nào, dở quá hay cái gì đó, hay là chửi thề nhiều quá hay cái gì đó, các bạn cứ bình luận dưới, mình sẽ sửa đổi từ từ để các bạn sẽ bình luận một ngày tốt hết. Trời, hạng nhì hả ta, không tin luôn đó trời. Hạng nhì hả? Đây mà Aero nó hạng nhất nhờ. Nhưng khi đó mình là người gánh tem mà ta. Không sao, ai nhất cũng được cả, tại vì thắng rồi mà. Ok, bye.